Hòa là thanh toán ra viện hôm qua. Em có gửi xe đâu, em vào đón khách mà. Em có đỗ trong kia không? Không, em vào em đón khách chưa? Ra luôn à? Ra luôn. Không có đỗ đâu nhỉ? Các chú này vào đón khách xong rồi các chú đi ra luôn. Cái ao nhà chú nuôi cá mà và người khác vào bớt. Xong các chú cho đi luôn được không? Ờ, nhưng mà vào đón khách có mất tiền đâu? Không mất tiền. Anh, em ơi, em vào đón khách. Em có đang hoạt định em vào phát em ra luôn không? Em vào phát em ra luôn. Đấy là em khẳng định như thế, nhưng anh không có hoạt định là không như thế. Ờ, em phải đỗ lại, em chờ người xuống như... Em chờ thì em xếp mỗi đồ lên xe, xong anh thế nào, em chở khách đi viện bao nhiêu lâu, em... Anh đi làm thế nào chứ? Thôi, thôi. Mày mang 10.000 về mà mua hương, thắp hương bố mẹ mày. Điệt con mẹ mày nha. Điệt con mẹ mày ơi. Điệt con mẹ bố mày điện lên giám đốc. Bố láo.